Ok, xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với bạn một cái tình huống của đầu tư, tình huống của đi mua bán bất động sản và cái người bán tài sản, người ta không có kinh nghiệm và sau khi người ta bán tài sản xong thì bị hớ, tức là bị bán quá rẻ. Ví dụ, tức là ban đầu thì mình, ví dụ mình bán cái nhà của mình, bán cái miếng đất của mình 10 đồng và cái người mua của mình, anh ta sau khi anh ta mua xong, anh ta sang tên sổ đỏ một tháng sau thì anh ta bán được là 13 đồng hoặc anh ta bán được 15 đồng. Ví dụ như là anh ta mua của mình 5 tỷ và chỉ trong vòng 1 tháng anh ta bán được 6 tỷ rưỡi. Hay là ví dụ anh ta mua của mình 10 tỷ và chỉ trong vòng 1 tháng sau anh ta bán được 13, 15 tỷ. Thì bạn cảm thấy rất là tiếc và tại sao mà mình lại bán quá rẻ như vậy. Đấy, thì đây là một cái nỗi đau mà nhiều bạn khi mà bán tài sản thì không có kinh nghiệm thì bị gọi là hớ, bị hớ. Thì ở đây tôi xin chia sẻ với bạn một vài kinh nghiệm và rất nhiều bạn học viên của tôi đã được học cái kinh nghiệm này nhờ là cái việc mà có đi học, áp dụng chiến lược mà tiết kiệm được hàng tỷ đồng khi đi giao dịch hoặc ít nhất là vài trăm triệu khi mà mình bán nhà, bán đất của mình. Và trong cái video này tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài cái kinh nghiệm. Anh đi kinh nghiệm số 1, cái bí quyết số 1 ở đây là như này: trước khi mà bạn bán cái tài sản của mình thì bạn cần phải có một động tác, đó là định giá lại cái tài sản của mình. Thế thì ví dụ một số người thì họ không cập nhật tình hình thị trường. Ví dụ như là trước đây thì họ thấy là ở cách đây 2 tháng, 3 tháng cái người hàng xóm của mình, cái người gần nhà mình, người ta bán nhà như thế thì bây giờ mình cũng bán như vậy. Nhưng thực ra thì không phải, mà bạn cần phải thẩm định lại cái tình hình của thị trường. Bạn xem lại một số những cái người hiện nay đang giao bán giá cả khoảng bao nhiêu, tức là định giá lại cái tài sản của bạn. Đấy, động tác số 1, định giá lại tài sản của bạn. Động tác số 2 ở đây là với một số bạn thì bạn nên biết được cái bài học này, tức là đôi khi bạn phải điều tra thêm thông tin. Đấy, tức là ví dụ có một số người thì họ biết thông tin là sắp có cái cầu, sắp có cái đường, đấy, sắp có một cái khu đô thị, sắp có một cái dự án triển khai thì tài sản nó sắp tăng giá rồi và mình bán 10 đồng như vậy là bán rẻ mất rồi. Đấy, thì bạn phải điều tra thêm thông tin trước khi bạn quyết định bán tài sản. Chúng tôi ví dụ như là tôi đang triển khai một cái dự án, cái quy mô của nó là khoảng vài hectare. Thế thì những người mà ngay sát quanh tôi là họ không biết là tôi sắp triển khai dự án, bởi vì tôi mới được là chấp thuận chủ trương đầu tư thôi. Thế nhiều người họ không biết thì tôi bắt đầu đi mua xung quanh của họ. Ví dụ như là tôi mua của ông này có 1,5 triệu một mét này, tôi mua của ông này có 1 triệu một mét này, tôi mua ông này 2 triệu một mét này. Thế thì tôi mua xong rồi thì tôi mới bắt đầu thông báo cái dự án của tôi bắt đầu mới triển khai những cái con đường vào. Đấy, thế thì đôi khi là bạn bán rẻ bởi vì bạn thì bị thiếu thông tin. Và rất là nhiều người dân ở các địa phương, ở các tỉnh, ở các trung tâm thì đôi khi vì họ bán rẻ bởi vì họ không có thông tin. Đấy. Cái bài học thứ 3 ở đây là bán bị hớ. Cái này nó đúng với cả một số là chủ đầu tư luôn. Thế thì chủ đầu tư cũng thế. Thế thì khi mà họ không có kinh nghiệm thì họ nghĩ là chắc là giá thị trường, là mình đặt giá hiện nay là giá thị trường khoảng 10 đồng, mình đặt giá khoảng 8 đồng, 9 đồng là mình bán là hợp lý rồi. Thế thì người ta quên một cái bài học là người ta, hoặc người ta không biết là người ta phải thuê một đơn vị tư vấn. Đấy, một cái công ty phân phối giỏi, một cái công ty truyền thông giỏi họ tư vấn cho mình. Đấy, là đặt giá khoảng bao nhiêu. Thì đôi khi là đặt giá 10 đồng hay đặt giá 8 đồng thì là bạn sai lầm. Đấy, rất nhiều chủ đầu tư cũng thế. Sau khi mà ví dụ mình làm được 200 lô đất, 300 lô đất, 1.000 lô đất hay là 50 lô đất, thì mình mới bán tài sản. Thì ban đầu mình bán có 6 đồng, 7 đồng, 8 đồng và sau này mình mới nhận ra là mình bán quá rẻ. Đấy. Và rất là nhiều nhà đầu tư người ta kiếm được tiền, thì còn mình thì lãi mỏng quá. Thì cái bài học số 3 đây là bạn nên thuê một cái đơn vị tư vấn. Đơn tư vấn ở đây họ có kinh nghiệm, họ đã từng triển khai nhiều dự án rồi. Và cái công ty của chúng tôi trước đây đã từng tư vấn cho rất là nhiều chủ đầu tư. Nhờ thế mà họ bán được tài sản được giá hơn. Đấy, và họ phối hợp với chúng tôi ra hàng và nó hiệu quả hơn. Thì tôi chúc các bạn qua cái video này không gặp cái rủi ro là ví dụ như là đi đầu tư thì bán bị hớ tài sản, mình bán xong rồi mà mình tiếc bởi vì là mình bán quá rẻ. Thế về cái định giá tài sản thì có thể là bạn sẽ phải đi học thêm làm nào mình định giá được nhà mình khoảng bao nhiêu tiền, đất của mình khoảng bao nhiêu, hoặc là cái dự án của mình khoảng bao nhiêu tiền. Thế thì tôi chúc bạn qua video gặt hái thêm nhiều thành công và có những thành quả khi đi đầu tư.